Em tự giới thiệu, em là Lưu Thiện Duẩn, em năm nay 33 tuổi, hiện tại đang công tác tại Bình Dương. Bên công việc gì? Dạ em làm bên ngành môi giới bất động sản ạ. Dưới đó đất giờ còn miếng nào ngon không em? Tại chắc chắn là còn nhiều chứ anh. Giới thiệu cho anh nghe. Rồi nói tới chiều luôn bây giờ. Đất đai ở dưới đó là mênh mông á, Bình Dương. Nhớ nghe chưa? Dạ. Rồi, mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chị Phúc Thuận. Em tên là Ngọc Dung, nay em 29 tuổi. Công việc của em là kinh doanh online. Hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là trong trường hợp nào? Hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau đấy là em là người tuyển dụng nhân sự, thì vợ em là người đến tuyển dự. Cái ấn tượng đầu tiên của em về vợ em đó là vợ em xấu. Xấu? Dạ. Làm mà tôi cứ tưởng đó là lần đầu tiên gặp nhau là gặp cô này là em bị tiếng sét ái tình bởi nữ. Quý vị có đồng ý là cô dâu quá đẹp không? Dạ, tại vì là em cũng không có để ý lắm thì cái khuôn mặt lúc đấy thì hơi xương xương và hơi gầy. Đó thì em cảm thấy xấu vậy thôi, nhưng mà khi mà xong buổi tín dụng thì ra ngồi uống cà phê với nhau á thì em lại thấy cũng có cái nét rất là dễ thương. Không mặt dễ thương. Hết xương quá thương rồi đó. Dạ. Rồi còn em sao, em cảm xúc đầu tiên khi em đối diện chồng thì sao? Lúc đó ảnh trắng bóc rồi mà ảnh cao, ảnh ốm chỉ có 60-62kg thôi. Tức là tươi hơn bây giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Đẹp trai, ăn mặc thì là đẹp lồng lộng đó, vậy dạ, đi ừ, đẹp Hàn Quốc gì đó. Ừ đó. Nghĩa là tuyển dụng xong thì em mới ra ngoài em ngồi uống nước, em nghỉ xong em mới về. Thì xong ngồi đó thì lúc thì tự nhiên thấy ảnh ra, cái thấy ơ em ở đây, chỉ cái là mấy ảnh mới thôi anh ngồi chung, cái hỏi thăm qua lại mới biết là hai vợ chồng ở thì trong thành phố Thủ Dầu Một luôn. Là ở gần gần đó, thì em học phía sau Đại học Bình Dương đó, thì ảnh ở gần, khi nào rảnh thì nếu mà có duyên gặp lại thì mời cà phê. Xã giao vậy thôi, xong rồi về. Rồi sau đó thì có gặp lại nhau tiếp tục nữa không? Có chứ, tại vì khi mà ngồi uống cà phê á thì lưu số điện thoại vào trong máy rồi, thì 2-3 ngày sau em mới lục chiếc danh bạ ra thì cũng thấy số, rồi em mới nhắn tin. Nói chuyện thì lúc đấy thì bạn gái thì cũng chưa có. Mà cũng mới từ ngoài Bắc vào nên là cũng hơi buồn buổi tối, cho nên là mới nhắn tin rồi nói chuyện. Rồi cũng tán tỉnh chút xíu thì mới mời đi uống cà phê. Rồi sao nữa thì... Tới chưa? Tới luôn chưa tới. Còn dài lắm, 3 tháng xong mới yêu cơ. Thì uống cà phê thì em mới phát hiện ra thì cô gái này cũng còn nhiều cái rất là dễ thương. Ví dụ? Thứ nhất là cái nụ cười thì em rất là thích. Với lại cái tính cách của người con gái đúng như suy nghĩ của em, đúng như mong muốn của em. Ví dụ? Rất là nhanh nhẹ, tháo vát. Phát hiện ra cái bí mật gì mà nó lưu hớm hơn đâu. Có chứ. Thì cái đấy thì nó cũng hơi mắc cười và cũng hơi tế nhị. Kể nó không sao đâu. Thì cái đấy thì vào cái buổi đó, buổi cũng nói chung là yêu nhau rồi. Thì tối hôm đấy thì hai đứa đi chơi, thì em chở về tới nhà á, thì hai đứa đang đứng lưu luyến một xíu nữa rồi mới về. Thì đang nói chuyện thì tự nhiên thì vợ em thả bom một cái thôi. Từ cái tình huống đó thì tự nhiên thấy hai người gần nhau hơn một xíu nữa. Nói chung là nó ngoài ý muốn. Nghĩa là em thì cũng đang nói chuyện, em cũng bắt mạch với chị khác luôn, thì anh cũng biết như vậy. Thì anh cũng bắt với chị khác thôi, nhưng mà nghĩa là mình về thì mình cũng quê. Còn anh này thì anh nghĩ suốt trong đời anh luôn. Thế bây giờ là anh nghĩ là sau này mà anh phải đem cái chuyện này anh nói cho con, xong mà anh nói cho mẹ. Anh cứ dùng cái đó anh uy hiếp. Uy hiếp là sao? Đấy là ví dụ như mà em ngoài không ấy, không chịu làm chuyện gì cho ảnh là ảnh uy hiếp anh. Dạ, sẽ kể dạ đúng chuyện rồi đó, anh uy hiếp, anh uy hiếp chuyện đó. Em nghịch hay là em nghịch ngợm là anh uy hiếp. Coi như ngoài cái chuyện mà ảnh đã lỡ kể cho chị Min với tất cả mọi người nghe rồi, ảnh đã kể cho ai nghe rồi. Dạ chưa, anh kể chương trình này không, với em không nghĩ là anh kể. Nói chung là chồng em rất là kín miệng, rất là ý tứ. Nói chung là em có một người chồng rất là thương em, rất là ý tứ. Cái chuyện thả bơm là không kể ai nghe hết, anh chỉ kể cho toàn quốc nghe thôi. Nhưng mà anh này dễ thương, không có gì. Dạ. Mới đầu thì mình hơi sốc chút xíu, nhưng mà sau đó là dễ thương đúng không? Em trêu ảnh thôi. Tại vì ở trong nhà thì là làm cái gì vui, buồn hay này kia là đều một mình em. Nói chung là một mình em khuấy cả cái gia đình. Cho nên là những lúc mà nghịch ngợm hay này kia mà anh đang thách em mà đứng lại, anh sẽ bắt là anh sẽ đánh anh chết. Ví dụ vậy đó. Tại là em đâu có dạy gì, em đứng lại em vừa là em vừa đi, em vừa ngoáy, em vừa chơi, em vừa chọc tức hết. Xong rồi là anh tức thêm chơi, xong rồi em chạy.
Tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ khoảng 3 năm. Bây giờ cưới được mấy năm rồi? Dạ cưới gần 2 năm. Vậy là gần 5 năm rồi đó, vợ chồng quá son. Tụi em có em bé chưa? Dạ chưa. Ôi hèn gì mới chơi được trò đó. Rồi sau khi cưới về thì vợ em còn có những tật xấu nào đáng yêu không? Không còn tật xấu đáng yêu, nhưng mà còn cái tật xấu không có vui. Đó là rất là làm biếng ăn. Lười ăn đúng không? Lười ăn và biết mình đang bị bệnh nhưng mà cũng rất là làm biếng ăn. Bỏ bữa ăn không đúng giờ. À, bệnh là bệnh cảm này nọ đồ. Đau bao tử ấy. Ồ, nguy hiểm lắm nha. Làm biếng ăn hả trời? Ngay cả lúc em đi làm mà em không có nhà, bỏ bữa hoài, nói hoài không được, bao nhiêu năm không được. Con em? Chồng sao? Kể tật xấu. Chồng em có tật xấu gì? Ảnh quá ít nói. Và ảnh có những cái lý do biện minh về cái sự ít nói của mình, nó rất là khó chịu. Tại vì nếu mà mình không nói rõ ràng thì mọi thứ nó sẽ không có rõ ràng. Ảnh cứ im lặng, ai nói đúng cũng im, sai cũng im, chửi cũng im, nói chung cái gì cũng im. Ví dụ cụ thể như là bạn bè hay là ai đó mượn tiền, nó không phải là mình khó khăn trong chuyện đó, nhưng mà cái tính em là em phải rõ ràng và cái gì cũng phải nói cho rõ. Thì bạn bè mượn tiền, ừ thì mượn xong rồi vài ngày trả, ví dụ như vậy thì cũng được, nhưng cái vài ngày đó là có thể kéo lên tới vài năm, nhưng mà không bao giờ anh hỏi, anh cứ im lặng. Xong em hỏi sao anh không hỏi, nói thì hỏi gì hỏi, nếu mà người ta biết điều á thì đúng ngày đúng giờ ta trả, còn người ta đã không biết điều thì mình có nói thì cũng không có được gì, mình nói chi. Là đó là lý do. Xong hoặc là ai mà gây gỗ hay là làm cái gì mà khó chịu, bực mình, làm sai với mình á, em hỏi sao anh không nói rõ là như vậy mình không thích hay này kia chứ. Thì anh nói làm chi, trách làm chi, chẳng lẽ mình trách người ta thì mình bằng người ta rồi. Thì cũng là một lý do để cho sự im lặng tiếp. Như vậy cái này đâu phải là ít nói mà là không có muốn làm người khác bị tổn thương. Chứ còn ít nói sao em rủ được người tham gia chương trình này? Trời ơi, 100% là vợ em tác động đi đấy chị. Mà nãy giờ thấy hỏi tới đâu trả lời tới đó mà cũng nói nguyên bác lắm chứ đâu có ấy đâu. Ví dụ như nói luôn cả được cái bí mật của vợ. Ảnh nữa là ảnh hay kể nể người khác lắm. Ảnh kể nể trong tất cả. Cả nể và sợ người khác bị tổn thương, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà không nghĩ tới em. Có nghĩa là anh không nghĩ tới tổn thương của vợ. Cái thời gian gần đây á, là khoảng 2 tuần nay là em rất stress. Tại vì em kinh doanh thì cũng lâu rồi. Cái đầu tháng lại cuối tháng là công việc nó rất là nhiều. Tại vì nợ tiền hàng hóa rồi là buôn lên đơn, xỉ lên đơn là nó rất là căng thẳng. Em có phải làm việc là 24/24 gần là như vậy. Thì cái bữa đó là mới sửa sang lại cái shop em, là gắn cửa kính rồi gắn máy lạnh, làm thêm kệ. Thì bữa nói là em nhờ anh đi giao hàng, thì anh đi em về, anh vừa mới về tới nhà thôi, kêu em nhanh lên đưa anh đi, tại vì anh chuẩn bị đi đá banh, em ấm ức rồi, em phải vừa bỏ ra chạy ra lấy hàng đưa anh đi nữa thì đi. Xong rồi vừa về tới nhà là anh đưa tiền cho em để em trả tiền cho thợ. Xong cái là anh quay xe anh đi một phát luôn. Mà lúc đó là nhà thì là mẻ kiến đó, rồi là cát bụi, nói chung là nó ngập đầu á, mà đơn hàng thì nó đầy nhóc ra, một mình em xung quanh không có ai hết, là tự nhiên cảm giác một mình nó bị cô độc, mà giống như là mình không hiểu là tại sao mình phải làm hết như vậy. Xong em mới vào, em ngồi ghế, em ngước mắt lên mà em khóc ấm ức mãi được 30 phút á, cho nó hết cái giải tỏa của em. Xong em mới đứng lên, em dọn dẹp rồi em mới bắt đầu là bình tĩnh, rồi em mới nhắn tin cho ảnh. Thì em nói là anh làm như vậy anh có thấy cái sự tổn thương ảnh hưởng tới em không? Ảnh không trả lời luôn. Thì lúc về nhà tối em xem lại hai tin nhắn ở trong máy không còn, em không biết là ảnh xóa hay là ảnh không nhận được, em không biết. Là tới giờ em cũng chưa có hỏi, là cũng hơn tuần rồi chiến tranh lạnh. Ảnh về em cũng dọn dẹp hết rồi, nhưng mà trong người em là lúc nào cũng chực trào, là em nghẹn ngào lên á. Xong rồi tối Linh ngủ thì ảnh lên ảnh ngủ ngáy hò hò rồi, cả nguyên một đêm em nằm khóc tới sáng. Sáng vậy sưng mắt thì anh cũng đâu biết, đi làm bình thường đó nghe. Hôm sau thì cũng nói chung chiến tranh một ngày nữa. Rồi sau đó thì chương trình mới gọi. Thì lúc đó em mới, nói chung là em thích những cái chương trình, thích chương trình này lắm, em mới vui lên một chút. Tức là em mới suy nghĩ rồi thôi, thì của hai vợ chồng cũng bình thường. Bây giờ là vợ em kể ra thì em mới biết đúng không vậy? Dạ em biết chứ. Tại em biết vợ em khóc nguyên đêm không? Cái nguyên đêm thì tại vì em ngủ làm sao em biết. Lúc trước là em cũng không đi đá banh đâu. Nhưng mà thời gian gần đây thì cái mức độ nhậu nó hơi nhiều, cho nên em cũng dành thời gian để đi thể dục thể thao, cho nên theo cái ý của vợ cứ chiều lại là em đi đá banh. Đó thì hôm đấy thì công việc thì người ta đến, người ta làm cũng gần xong rồi, giờ chỉ còn dọn dẹp nó thôi. Em bảo là để tí nữa rồi anh đi đá banh về rồi anh dọn cho, nhưng mà tại vì vợ em có cái tâm lý hơi nặng, hàng hóa nhiều quá thì sẽ chết, thì cái đấy em thật sự em không biết. Đó, cái đấy là cũng do lỗi của em, không có để không quan tâm đến của em. Nên là cái hôm đấy thì em cũng thấy vợ em như vậy thì em cứ để im rồi một ngày hai ngày rồi vợ chồng cũng lành lặn lại thôi. Dạ. Chị thấy vậy nè, hai đứa qua cái câu chuyện của tụi em á, chị có cái cảm nhận á là vợ em là một người phụ nữ giỏi, đúng không? Giỏi. Dạ, giang rất là giỏi. Giỏi giang, quán xuyến và rất là biết điều. Dạ. Thì thường á, những người phụ nữ như vậy á, họ hay che giấu những cái điều họ mong muốn.
ở đối phương. Tại vì tức là mình cứ nghĩ là họ sẽ phải cảm nhận được cái điều mà mình đã cố gắng, những cái điều mình đã hy sinh chu toàn cho cái tổ ấm của mình. Nhưng mà cái điều mà em muốn á, nó vượt cao lắm, mà không phải người đàn ông nào họ cũng làm được cái điều đó. Ý chị nói đây là như vậy. Thành ra là em phải chấp nhận cái mà chồng em đang có là ở cái điểm tốt trước. Cái thứ hai, khi chồng em như vậy thì em phải chia sẻ. Có nghĩa là em đừng có để chồng em đón ý em. Em phải nói, ví dụ như ngày hôm nay em nói, chồng em sẽ hiểu, chồng em sẽ thấy được là công việc của em là như vậy, đúng không? Rồi thì em cứ tỉ tê em nói, anh ơi thế này thế nọ kia. Còn về phần em phải tập bỏ cái thói quen tự chịu đựng một mình và tự stress. Bởi vì em biết sao không? Khi em có con, cái stress nó lên rất nhiều, tức là nó còn nặng hơn như vậy nhiều lắm. Và như vậy nó rất dễ đi đến vấn độ gọi là trầm cảm sau khi sinh. Mà cái đó vô cùng nguy hiểm. Cái đó mình bị mất ý thức luôn, tức là mình không biết mình bị luôn. Em hiểu không? Thì em phải tập từ bây giờ. Chị nghĩ chắc vợ chồng em đang mong mỏi có con đúng không? Dạ đúng rồi. Chính vì em nhiều cái stress như vậy quá, nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề đó. Có con nữa, đúng không? Thành ra mình phải thoải mái. Thậm chí em phải tập cho em vô tư đi một chút xíu, vô tâm đi một chút xíu, để đừng có cả nghĩ nhiều quá. Mệt đầu là khó có bầu luôn. Cô bé vô tư giỏi hơn chút xíu đi. Không có nói thiệt, cái đó là có lợi cho cả đôi bên. Cái đấy em mong muốn lắm đấy. Thiệt, chị nói thiệt mà. Em nhiều lúc em vô tư là vì em muốn vợ em như vậy. Bây giờ phải thoải mái, phải relax lên em. Chúc ta có con đi. Rồi xin chúc cho hai vợ chồng em mau chóng có được một em bé kháu khỉnh sẽ xuất hiện trong gia đình của mình ha. Trong năm 2018. Có là nhớ báo tin cho chương trình biết nha. Rồi, cảm ơn tụi em. Cảm ơn em.